Nhiều doanh nghiệp Việt sắp hết nguyên liệu vì đã không nhập cảng được từ Trung Cộng cũng như là Nam Hàn. Đây là bản tin đến từ Hà Nội. Theo Bộ Công Thương Cộng sản Việt Nam thì rất nhiều doanh nghiệp Việt có thể phải dừng sản xuất sau 1 đến 2 tháng vì nguồn nguyên liệu dự trữ sắp hết, trong khi việc nhập cảng từ Trung Cộng rất khó khăn vì dịch Covid-19. Trung Cộng và Nam Hàn là những quốc gia cung cấp nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp và nông nghiệp tại Việt Nam. Và do dịch Covid-19, việc sản xuất và xuất cảng các nguyên liệu từ phía các công ty ở Hoa Lục và Nam Hàn bị ảnh hưởng rất nặng nề hiện nay. Theo Cục Công nghiệp, một trong số những ngành chịu ảnh hưởng nhiều nhất đó là ngành điện và điện tử. Hiện nay, các doanh nghiệp điện tử của Việt Nam chỉ còn đủ lượng phụ tùng phục vụ cho sản xuất trong khoảng đến giữa hoặc cuối tháng 3 mà thôi. Đối với ngành dệt may, da giày, dự trữ nguyên liệu phụ liệu chỉ còn tới đầu tháng 3 hoặc là đầu tháng 4. Còn riêng với ngành sản xuất lắp ráp xe hơi thì việc nhập cảng phụ tùng từ Trung Cộng, Nam Hàn và Nhật Bản gặp khó vì cả ba đất nước này đang bị dịch Covid-19 hoành hành. Năm 2019 thì Việt Nam đã nhập cảng gần 4 tỷ Mỹ Kim phụ tùng xe hơi, trong đó nhập cảng nhiều nhất là đến từ Nam Hàn 4,14 tỷ, tiếp đó là Nhật Bản, 720 triệu là đến từ Trung Cộng và 700 triệu Mỹ Kim. Theo một số chuyên gia kinh tế, nguồn cung nguyên vật liệu cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp phụ thuộc rất lớn vào Trung Cộng và Việt Nam cần cải tổ nền kinh tế để giảm sự phụ thuộc này, và dịch Covid-19 là một cơ hội mà Hà Nội cần phải tận dụng hiện nay.